ngày 5 tháng 8 năm 2023, nhằm ngày 19 tháng 6 âm lịch, được sự chỉ dạy của Thượng tọa Thích Minh Nghĩa, trụ trì chùa Hưng Phước, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Chư Tôn Đức Tăng và Phật tử đã trang nghiêm tổ chức lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm, dầm thắp đèn hoa đăng để cầu nguyện cho thế giới hòa bình, đạo pháp trường tồn, chúng sanh an lạc. Trước tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, Chư Tôn Đức Tăng niêm hương cúng dường đảnh lễ Tam Bảo và trì tụng phẩm phổ môn đảnh lễ 12 lời nguyện của Bồ Tát, hồi hướng cầu nguyện an lành đến tất cả chúng sanh an lạc. Sau nghi thức nguyện hương bạch Phật, đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, toàn thể Chư Tôn Đức Tăng và quý Phật tử đồng thành tâm hướng niệm về Bồ Tát Quán Thế Âm, toàn thể đại chúng cùng hướng vọng về hạnh từ bi cứu khổ của Ngài. Ngài không những có khả năng nhiếp phục được hạt giống giận hờn, trách móc trong mỗi người, mà còn có khả năng nhiếp phục tất cả những hạt giống tham lam, bần thiện. Chúng ta là Phật tử, những người con Phật, hãy thực tập theo hạnh nguyện của Ngài, lắng nghe tiếng nói của trái tim mình bằng tất cả lòng chân thành, cảm thông và thấu hiểu, sẽ giúp trút bỏ được những phiền muộn lo âu. Nhưng ngày lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm, Thượng tọa trụ trì tổ chức lễ hoa đăng nhằm cầu nguyện cho tổ quốc vinh quang, đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Ánh sáng của ngọn nến được thắp sáng từ đôi tay Chư Tôn Thiện Đức, sau đó tuần tự cho ánh sáng đến Phật tử đạo tràng. Những ngọn nến lung linh được thắp sáng. Cầm ngọn nến trên tay, Chư Tôn Đức Tăng cùng toàn thể quý Phật tử hướng lòng về Bồ Tát Quán Thế Âm. Những ngọn nến tượng trưng cho ánh hào quang, từ bi và trí tuệ của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm.